Bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái câu chuyện hướng nghiệp rồi trả lời câu hỏi sau, đi vào phần sau. Thì bây giờ thầy xin phép được hướng nghiệp cho cả nhà. Vậy thì sự thật là thế này, cách đây đúng 30 năm thì năm đấy thầy tốt nghiệp trường cấp 3 là năm 1995. Như vậy đến nay là khoảng 29 năm. Cứ gọi năm nay là 2024 đi. Như vậy là 29 năm thì tôi bằng tuổi các bạn học lớp 12 bây giờ. Thế thì lúc bấy giờ thì rất là mơ mộng, mới đặt câu hỏi là vậy thì cuộc sống của mình nó sau này nó ra làm sao. Mình sẽ lấy một cô người yêu, yêu một cô người yêu hay lấy một cô vợ thì phong cách của cô ấy thế nào, hình tướng của cô ấy ra sao. Rồi mình chọn cái nơi mình sống là Hà Nội hay Sài Gòn hay là ở quê. Rồi là mình ước mơ có một cái nhà nó to như thế nào. Rồi cũng tưởng tượng ra cái cảnh mình có con cái ra sao. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải vẽ một cái bức tranh là mình muốn trở thành ai trong tương lai, thì cái đấy là sau này tôi mới hiểu là cái đấy nó rất là quan trọng. Nó giống như là một cái khát vọng mà nó giúp cho mình là bước đi và thành công trên cuộc đời này. Nó bước đi và thành công trên cuộc đời này. Thế thì khi đó thì đối với mình là đang học lớp 12, mà khi nói về những cái ước mơ của mình như vậy thì thường mình phải giấu giếm, bởi vì không sợ người khác họ cười. Vì lúc ấy nó rất lạc hậu, mà nói cái gì mà nói trước là bước không qua. Nhưng sự thật sau này mà khi tôi trưởng thành thì đọc nhiều các cuốn sách, nghiên cứu nhiều người thành công, thì bắt đầu với trả ra một cái kết quả là họ đã làm rất nhiều các cái phép thử để đánh giá cái yếu tố mà có cái ước mơ ấy, nó ảnh hưởng đến thành công như thế nào. Thì câu trả lời là cứ 100 người thì chỉ có 3 người có một cái ước mơ một cách rõ ràng, có mục tiêu một cách rõ ràng. Thì sau khoảng 10-20 năm thì tổng tài sản của 3 người có ước mơ rõ ràng thì sẽ bằng gấp độ khoảng 10 lần tổng tài sản của 97 người còn lại cộng lại. Thế như vậy mọi người mới thấy là cái ước mơ, cái khát vọng nó khủng khiếp thế nào. Cho nên bạn muốn thành công gì thì thành công, nhưng thành cái yêu cầu đầu tiên ấy là cái người thầy trong bạn, tức là cái khát vọng trong bạn nó phải đủ lớn thì bạn mới có cơ hội thành công. Tôi lấy ví dụ như là bạn có khát vọng, bạn dứt khoát bạn phải trở thành một doanh nhân, thì dứt khoát là cái ước mơ đấy nó đủ lớn thì thường là bạn sẽ mãnh liệt bạn đi, thì khó khăn bạn cũng không có trở ngại gì. Vậy thì cái biểu hiện cái người mà có khát vọng nó như thế nào, cái người biểu hiện có khát vọng như thế nào, thì thứ nhất là họ rất tự tôn về bản thân. Những người có khát vọng họ rất tự tôn về bản thân, tức là họ tin rằng là những người ngoài kia mà thành công đang làm được thì chắc chắn tôi làm được. Ví dụ như mọi người nghĩ rằng là hàng cha Tuấn nó đang đứng ở trên này nó nói thế này, mà nếu mình có khát vọng trở thành diễn giả thì mình cho rằng là dứt khoát mình cũng làm được, chứ không thể nói là chỉ có ông Tuấn này làm được. Tức là người ta có một cái sự tự tôn bản thân. Hay là nếu như là bác A mà mình gọi là bác chẳng hạn, mà bác ấy làm được chủ doanh nghiệp và mỗi năm bác ấy kiếm được hàng chục tỷ, thì mình cho rằng là mình hoàn toàn có thể tự tin là mình cũng có thể làm được như bác ấy. Thì những người mà có khát vọng thì họ dứt khoát, họ có một cái lòng tự trọng bản thân, là họ tin tưởng rằng nếu người khác làm được thì tôi làm được. Và nguyên cái chương trình như vậy thôi mà Adam Pu phải cho ra một chương trình là tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Việc đầu tiên là nếu mà bạn nhận xét rằng Adam Pu giỏi thì mình cũng phải cho rằng là mình hoàn toàn có cơ hội làm được như Adam Pu. Chỉ có điều là mình ít tuổi thì mình chưa làm được thôi, chứ còn nếu mà mình bằng tuổi người ta thì mình hoàn toàn làm được. Tôi có nhớ một lần là tôi có đến nhà một bác giám đốc sở giáo dục, thì nhà bác ấy đẹp lắm, mà lúc bấy giờ thì mình vừa mới lên Hà Nội, thì mình vào bước chân vào nhà bác ấy mà tôi còn không biết là để dép ở đâu, vì nhà bác nó sạch bóc mà mình ở quê thì nó bẩn.
Thế thì không biết là để dép ở cửa hay để dép ở cổng hay là được đi dép vào trong nhà. Mà sợ để dép không đúng chỗ thì nó quê. Thế nhưng mà bỗng nhiên tôi mới cho rằng là nếu tôi bằng tuổi cái bác mà giám đốc sở dục này thì tôi hoàn toàn có thể có được cái nhà như bác ấy. Vì vậy là mình cứ dũng cảm. Mình thấy là để dép ở đâu theo quan điểm của mình thì mình để ở đó, chứ mình không bị lưỡng lự nữa. Tức là tôi có một cái tự tin sắt đá như vậy. À, vậy thì những người mà thành công là họ đều có một cái sự tự tôn bản thân, là nếu người khác làm được thì tôi làm được. Và những người không có được cái ý chí đó thì thường là những người khó mà thành công, bởi vì họ nghi ngờ chính bản thân mình. Chứ tôi nhắc lại, yếu tố đầu tiên bạn muốn mình là người thành công thì bạn thấy rằng bạn muốn làm một cái gì giống một ai đó, thì bạn nhìn thấy họ làm được thì bạn hoàn toàn phải tin là mình làm được. Còn tất nhiên làm được hay chưa thì ta chưa bàn, nhưng mình phải có niềm tin là nếu cho tôi thời gian, nếu tôi bằng tuổi ông, nếu tôi bằng tuổi bà thì tôi hoàn toàn làm được điều đó, chứ tôi không sợ rằng là tôi không có khả năng làm được. Thế còn những người thất bại là nhìn thấy việc khó là ngay lập tức họ đã sợ hãi và quay về rồi. Vậy cái yếu tố khát vọng rất là quan trọng. Và thói quen của người thành công thứ hai là trong gian khó, trong một cái nghịch cảnh thì người thành công sẽ năng lượng sẽ đẩy lên, nhưng người mà thất bại sau này ấy, nghèo và thất bại thì cái năng lượng nó tụt xuống. Tôi lấy ví dụ như trong quá trình đi học của các bạn thì cái thường là những cái bạn học giỏi và tự tôn bản thân thì khi mà các bạn gặp một bài khó thì không phải vì điểm đâu nhé, mà năng lượng của các bạn đẩy lên để vượt qua bài đó, chứ không phải là vì điểm 10. Nhưng mà những cái bạn mà học kém thì thông thường khi gặp một bài toán khó thì bạn sẽ nản chí và bạn vứt đó, bạn đi chơi, bạn không giải nữa. Thế thì cái người thành công là họ gặp, sau này nó ra ngoài đời cũng vậy, là chúng ta gặp vô vàn những thứ bất đắc như ý, thì người thành công họ gặp một việc bất đắc như ý là họ năng lượng họ tăng lên và họ muốn vượt qua. Thế còn mấy anh nghèo thì thường là có tư duy là bỏ cuộc ngay cái đoạn khó đấy. Vậy thì tôi chốt lại, việc đầu tiên các bạn muốn thành công hay muốn hướng nghiệp hay muốn hướng nghề gì chăng nữa thì các bạn phải tìm kiếm được thành công. Mà tìm kiếm được thành công thì việc đầu tiên phải có khát vọng. Và biểu hiện cụ thể của khát vọng là bạn phải tự tôn bản thân mình. Tức là người khác làm được thì mình làm được. Và cái chi tiết mà chúng ta nhìn vào trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta là khi mà chúng ta gặp một việc khó thì thường năng lượng của chúng ta đẩy lên và chúng ta tìm cách vượt qua. Còn nếu mình thường xuyên có thói quen là gặp việc khó thì bỏ cuộc thì thường kẻ đấy khó tìm kiếm được thành công trong tương lai. Vậy tôi chốt lại, việc đầu tiên là khát vọng. Vậy tôi hỏi ở đây, có bao nhiêu bạn có khát vọng? Có bao nhiêu bạn có khát vọng ở đây? Nếu có thì các bạn cho tôi phím 1. Nếu bắt đầu bây giờ mới ngộ ra rằng khát vọng rất quan trọng thì là phím 2. Và các bạn cho rằng là tôi không quan tâm lắm đến cái chuyện khát vọng là phím 3. Thì các bạn thử gõ cho thầy xem là thầy, để thầy cảm nhận xem là thực sự là nhân dân Việt Nam mình đã thay đổi về cái mindset ở trong cái suy nghĩ của chúng ta chứ. Nào, để chờ cái comment của cả nhà. Rồi, cả nhà comment đi ạ. Rồi. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời, cảm ơn cả nhà. Và cảm ơn cả nhà. Em bỏ ghim đi, chồng đang nói thì đừng ghim. Để bình luận. Rồi. Ok, cảm ơn cả nhà. Rồi, như vậy là tôi chốt lại yếu tố khát vọng là một yếu tố hết sức quan trọng. Vì vậy, với có cái câu chuyện thế này, có những người họ sinh ra lớn lên ở quê, bố mẹ nghèo, không có bất cứ một điều kiện gì, thậm chí quần áo rách rưởi, nhưng mà họ
họ có đủ khát vọng, họ có lòng tự tôn bản thân, thì cuối cùng sau này họ vẫn trở thành tỷ phú, vẫn trở thành người thành công. Nhưng có những kẻ mà được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tất cả các điều kiện để thăng hoa, để thành công rực rỡ, nhưng cuối cùng thì vẫn chết trên đống rác vì nghiện hút. Vậy thì sự thật rằng là nơi chúng ta sinh ra hay là hoàn cảnh chúng ta sinh ra không quan trọng. Quan trọng là người thầy trong bạn, tức là khát vọng thực sự ở trong bạn, nó có đủ lớn để thành công hay không. Và thường là cái này nó lại bị tê liệt cả một dân tộc, nó chết ở chỗ này. Thường là con nhà giàu thì lại mất đi khát vọng, mà con nhà nghèo thì đa phần lại khát vọng hơn. Và cái này là dân tộc ta đang phải đối mặt, vì nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển. Cho nên cái thời bọn tôi là cái thời mà con nhà nghèo nhiều, cho nên cái số những thằng khát vọng nó lớn lắm, nó nhiều. Nhưng mà bây giờ lại con nhà giàu nhiều, cho nên thành ra tức là cái điều kiện sống nó tốt rồi, cho nên trẻ con bắt đầu mới mất đi khát vọng và bắt đầu là bị dính vào tha hóa. Dính vào tha hóa, bắt đầu là có thể là ăn chơi, bắt đầu có thể là hưởng thụ và không còn đi tìm kiếm một cái khát vọng của thành công, thành công hơn đời cha nữa, mà xa đà vào những cái câu chuyện mà hưởng thụ. Vậy thì hiện nay ngay kể cả các nước châu Âu, những nước phát triển như Nhật, như Hàn, họ cũng đang phải đối mặt với câu chuyện gọi là vượt giàu và trẻ con mất khát vọng. Thế thì tôi hy vọng rằng là thông qua cái chương trình này thì mỗi bạn học sinh ở đây, chúng ta nên định hướng cho mình một cái khát vọng để thành công. Vậy nếu bạn có lòng tự tôn bản thân, bạn có nghị lực để vượt qua những khó khăn trong giông bão, thì dứt khoát bạn đã có tố chất của người thành công rồi.